Chào các bạn, tôi là Huy PC. Hôm nay chúng tôi đang đứng tại trước cổng viện học trường Bưu chính Viễn thông. Wow, nhà A1 chính rất là to. Các bạn theo tôi vào cùng khám phá CDAT nào. Đây là lối ra vào của CDAT. Không có thang máy các bạn ạ. Chắc là sướng quen rồi nên leo lên tầng 3 khá là mệt. Sẽ cố gắng. Đây là CDAT. Oh my god, nhà kỹ thuật mà xinh thế này á. Hôm nay vui rồi. Em xinh quá. Cho anh hỏi, tại trong cái tài liệu này, cái cuốn này ghi là trung tâm công nghệ thông tin, nhưng tại sao ở ngoài mình ghi là viện công nghệ thông tin và truyền thông em nhỉ? Bắt đầu từ năm 2012 thì CIT đã được chuyển thành viện công nghệ thông tin và truyền thông rồi. Vậy là em là viện sĩ rồi hả? Bây giờ em sẽ đưa anh đi tham quan một vòng các phòng của trung tâm. Vâng. Wow, thật là hoành tráng. Mà sao có hai cái đầu karaoke khủng thế kia? Ngoài chức năng mà phòng họp thì phòng này còn được dùng để cho các anh chị em ở trung tâm tập các cái chương trình chào mừng các ngày lễ lớn. Vậy cán bộ công nhân viên ở đây sẽ có một cuộc sống rất là thoải mái phải không em? Để tìm hiểu sâu hơn về con người CDT, chúng ta cùng đi tìm hiểu, phỏng vấn từng nhân viên của CDT xem thế nào nhé. Tôi rất may mắn được tham gia công tác tại CDT từ ngày CDT thành lập năm 1999 cho đến nay thì đã qua 13 năm. Thể nói là cái tuổi thanh niên của tôi đã gắn bó với môi trường này. Có thay đổi là anh Nguyễn Kim Quang, trước đây là giám đốc CDT, theo tôi thì quen gọi là thuyền trưởng của CDT, đã chuyển sang một cương vị mới. Khó khăn hơn ở trong học viện và tôi được giao trách nhiệm thay anh Quang chèo lái con thuyền CDT. Ra thì khi được giao trách nhiệm thì tôi rất lo lắng thực sự, bởi vì mình cũng không có kinh nghiệm gì ở trong cái công việc này. Nhưng sau một cái thời gian vừa qua thì trong thực tế tôi cũng không phải gặp nhiều khó khăn lắm. Khi đó thì CDT cũng đã giống như là kiểu một cỗ máy đang hoạt động rất chân chu, như một chiếc ô tô đang chạy trên đường thẳng. Do vậy thì tôi cũng không có nhiều việc phải làm trong cái thời gian vừa qua, và chỉ trừ là phải giữ vô năng chứ không ngủ gật thế là được. Đây mới giai đoạn thực sự mà tôi sẽ gặp khó khăn. Chúng ta đã qua sang cái tuổi thứ 13, tức là vào tuổi, theo tôi là vào tuổi teen, tức là nó có một cái môi trường cũng tương đối mới với những cái chức năng mới, về cái tổ chức mới. Thứ nhất là trung tâm đang tái cơ cấu lại cấu trúc của đơn vị. Và thứ hai đó là CDT được chuyển đổi thành viện công nghệ thông tin và truyền thông. Và thay đổi thứ ba đó là viện công nghệ thông tin được giao thêm chức năng về đào tạo chuyên ngành đại học đa phương tiện. Nhân dịp năm mới năm 2012 thì tôi xin chúc toàn thể CDT vào một giai đoạn tuổi mới, tuổi tin, thì chúng ta sẽ có đa sắc màu hơn và sức sống mãnh liệt hơn trước đây. Trước hết cho tôi gửi lời chúc mừng CDT đã trở thành viện công nghệ thông tin và truyền thông, đơn vị nghiên cứu chuyên ngành, đơn vị mạnh của cả nước. Tôi chuyển sang viện khoa học kỹ thuật bưu điện được 4 tháng thì có một cái cảm giác rất là nhớ bạn bè, nhớ cơ quan, nhớ CDT, nhớ những cái công việc mà mình đang làm. Tôi luôn luôn coi rằng những cái thành tích, cái kết quả mà CDT đã được là những cái niềm vui của chính mình. Con người CDT như qua bao nhiêu năm làm việc, như tôi đã thấy là con người trước hết là có cái lòng tự trọng và tôn trọng mọi người,
làm việc với cái tinh thần trách nhiệm cao và rất là tình nghĩa. Đối diện với tất cả những cái khó khăn, thử thách trước mắt thì CDT chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục phát huy được cái truyền thống của mình. Hãy tin tưởng ở chính năng lực của mình, tin tưởng ở bạn bè, đồng nghiệp và tin tưởng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Tôi xin chúc tập thể cán bộ của CDT một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho CDT trong năm con rồng sắp tới sẽ tiếp tục vươn cao và bay xa. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về con người CDT nữa. Phong cách rất là trẻ, đoàn kết, nhiệt tình. Nữ đầu tiên là xinh đẹp, và thứ hai là đảm đang, quy tính, và sống thoải mái với nhau, trẻ khỏe, nhiệt tình. Tất cả cán bộ nữ CDT là xinh đẹp hết. Liệu 9 giờ tối em đi gọi đi tiếp khách thì em có đủ khả năng làm được đấy không? Tức là anh vào đây để làm cái gì? Bao nhiêu tháng mà không có lương thì anh có thể chịu nổi. Đi ra ngoài đi. Em có xác định là về muộn được không? Thay đổi liên tục. Tập thể rất là trẻ trung, năng động, rất là thân ái, đoàn kết. Và CDIT đã làm cho tôi bị cận. Làm việc hết mình, vui chơi hết sức. Mệt nhưng mà thích. Thích nhưng mà cũng rất mệt. Ấn tượng thì nhiều mà tôi chả nhớ hết. CDIT ở đơn vị chắc đi làm về muộn nhiều. Chúc CDT thay đổi phù hợp với cuộc sống. Năm nào cũng phát triển khoảng 20-30%. Những thanh niên trẻ đẹp trai như em này chưa lấy vợ thì năm sau sẽ lấy vợ. Những chị em nào mà trẻ đẹp chưa lấy chồng thì năm sau lấy chồng. Tiền lương gấp đôi 2011. Chúc cho anh em khi nào cũng cười tươi như hoa. Chúc CDT sẽ làm những sản phẩm tốt hơn cho tập đoàn. Làm ăn ngày càng phát tài. Sáng tạo và dũng cảm trong tư duy. Và 365 ngày là mạng không chết. Tiền vào như nước, tiền ra thì nhỏ giọt thôi, và việc thì vừa tầm. Đấy ra để cho anh làm cho nên. Ôi anh xin lỗi, môn này không hay lắm, cho phép anh không tham gia. Đúng nhiệm vụ chuyên môn là chỉ đương nhiên là tiền đó. Biết những cái mà rất ít người đọc và cũng rất ít người hiểu. Thôi. Mình nhìn trẻ nhưng mà hơi già đấy. Là phỏng vấn đây sau nhé. Hay đang vướng cái này cái. Anh đang bận ăn bánh mì các bạn ạ.